Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 thì cửa hàng của Xuất Đỉnh lại tiếp tục phục vụ các bác với những cái sản phẩm âm đi đài hàng bãi mới về. Và trong video này thì cửa Xuất Đỉnh phối ghép cho các bác là một bộ âm thanh hàng Mỹ, còn có một chiếc âm ly Modulnat có model là 3235, tầm này dòng chạy sò nhôm Motorola xuất âm tụ, chỉnh được 3 giải bát trung tép, hình thức thì rất là hầm hố, cao to, chất âm thì rất là hay, chi tiết. Xuất Đỉnh thì đang phối ghép cho các bác một cái cặp loa Mỹ RSN, dòng này là dòng loa cũng khá là hiếm, chất âm thì cũng rất là hay. Nếu như bác nào mà nghe Bolero nhập vàng trữ tình thì không nên bỏ qua những cái cặp loa này, giá tiền cũng khá là mềm mại. Nói thật với các bác là chất âm nó hay hơn so với dòng Pioneer 77A rất là nhiều, hình thức thì rất là sang trọng luôn. Đây là cặp loa Mỹ RSL, đây là hàng của Mỹ luôn, có hai tinh chỉnh bát 30. Phân khúc của cái bộ này thì nó có mức giá khoảng trên 20 triệu một chút. Thì bây giờ Xuân Đỉnh sẽ đi quay chi tiết cũng như báo giá trực tiếp trong video để cho các bác biết được thông tin cũng như giá của sản phẩm. Đầu tiên thì sẽ quay cho các bác nó về chiếc âm ly, đây là dòng Modulnat của Mỹ. Sử dụng điện là 120V, FM của nó là full tần số 108, size của nó là size 48cm và cái chiều dày của nó bề ngang này nó khoảng gần 20. Các bác thấy chiếc âm ly sân xui 607X để cắt mà Xuân Đỉnh để ở phía bên dưới thì nhìn nó là thỏm luôn. Đấy. Hình thức thì nhìn rất là sang trọng, tất cả các núm nút nó còn rất mới và rất là bóng, đặc biệt là nó chỉnh được 3 giải bát trung chép hay gọi là bát trung tép thì nó dễ. Có volume, ba lăng, có nao nớt này, sang bên này là các đường vào như AUX, tab 1, tab 2 là ba đường vào chính cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Phono là dành cho đĩa than, còn có FM, AM thì đây là đều là tần số của đài nó ở trên cái hiển thị đấy rồi. FM hoạt động tốt luôn. Đến 50% cho nhiều gói cước di động. Từ lúc Nam ngắt lời sát quyết liệt, tôi nhảy xuống đó không phải vì ông đừng có én én thế. Tôi nhảy xuống đó là vì tôi. Đài đóm là bắt đều nét căng luôn. Tầm này thì đánh hai cầu loa AB và A cộng B. Đấy, hình thức thì rất là đẹp, mặt của nó mặt phay nhôm, nó cũng có chảy xước một chút xíu nhưng mà không đáng kể. Đây, quay cho các bác thật chi tiết luôn. Đấy, rất nhỏ thôi. Chiếc âm ly này thì nó là chạy sò nhôm Motorola xuất âm tụ, hình thức thì nhìn nó rất là hầm hố, giống đặc so với những dòng âm ly sân xui 9090 đấy, rất là gấu luôn. Đây thì Xuân Đỉnh ngân mở luôn cả ruột gan để cho các bác xem về nội thất bên trong, nó khá là cồng kềnh một chút. Từ cái phần nắp vỏ còn nguyên zin, đây là cái vỏ của nó là nguyên zin, rất là đẹp luôn, đây, nguyên zin luôn, đẹp len keng. Đây là nội thất bên trong. Thì cái đây là cái đèn mà khi mà mình sử dụng nó sẽ hắt ra cái đèn ở phía trước này, khi mà tắt điện đi thì nó sẽ có ánh đèn rất là đẹp. Còn đây là nội thất bên trong thì dòng này thì vẫn là sắt xi 7 màu luôn, chạy 4 sò nhôm. Đây, đây là sò của nó này. Sò nhôm đấy, 4 con. 2 bên đèn sau này là 2 là 4 này. Xuất âm tụ tiếng thì nó rất là sạch sẽ, chi tiết, mộc mạc. Đấy. Sử dụng điện 120V. Máy móc thì cũng gọi là thơm phức luôn. Đài đóm thì bắt nét căng. Đây là cái phía đằng sau của chiếc âm ly, Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Đây là một trong những dòng âm ly đài cũng khá là hiếm. Đẹp len ken. Số series của nó là 3500. Tên của nó là MCS Modulnat Stereo Receiver, tức là âm điện đài sử dụng điện 120V, công suất thì nó là 340W. Đấy. Hình thức rất là hầm hố. Đây là cái đường anten. Đây là các đường kết nối các thiết bị bên ngoài. Đây là anten của AM. Đấy, cầu loa. Góc cạnh rất là đẹp.
Chiếc âm ly này thì cửa Xuân Đỉnh đang bán cho các bác với mức giá là 9.800.000 đồng cho một chiếc âm ly đài rất là khủng của hãng Moderna đến từ Mỹ. Model của nó là 3235 các bác nhé, rất là khủng luôn. Chỉnh được 3 giải bát trung tép, công suất của nó là 340W, khủng long. Tiếng rất là hay, ghép tốt những dòng loa cổ Watt 2530. Các bác đánh loa cổ hay loa toàn giải cũng được, tại vì những dòng này nó có chỉnh được đủ 3 giải bát trung tép nên rất là tiện dùng. Đấy. Hình thức thì rất là đẹp, mặt mũi thì không trời sức gì nhiều, tại vì đây nó đều là đồ cũ hết rồi. Âm ly đài Moronat của Mỹ, model của nó là 3230, có mức giá là 9.800.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo thì sẽ quay cho các bác về cái cặp loa. Thì cái cặp loa này thì hôm trước Xuân Đỉnh cũng có giới thiệu cho các bác rồi. Cặp loa này về thì tuyến loa nó rất là đẹp, bát của nó là bát 30. Các bác để ý kỹ tuyến loa zin ấy, thì nó sẽ có 3 màu như này. Ở trên cái màng của nó gọi là màng giấy, gân của nó là gân vải xếp tẩm dầu, màng giấy. Và cái màng giấy nó có hai lớp luôn, một là màu trắng đục, hai là màu vàng ở bên trong. Đấy, nhìn cái loa nó rất là sang. Một chung giấy 10cm và chung này cũng là chung tẩm dầu luôn, rất là mềm mại. Và tép đôm. Tép này thì cũng có nhiều các bác ở trên kênh đã từng bán qua cái cặp RSR này, thì các bác có review đây là tép củ tép được của hãng Isofon sản xuất. Nó dập luôn của hãng Isofon luôn các bác nhá. Những cái tính tép nó rất là sáng, lỗ thông hơi phía đằng trước. Toàn bộ thùng mặt trước cũng như các cạnh ở bên thì được nặng gỗ góc cạnh, nhìn nó rất sang trọng. Lỗ thông hơi phía đằng trước và có hai tinh chỉnh chung tép. Cặp này thì tên của nó là loa RSL Limited Guarantee. Đây là cái tên của cái loa. Đấy, các bác check trên Google thì các bác sẽ tìm hiểu cái tên loa RSL Limited Guarantee. Đây là cái tên của cái loa này. Thì chắc chắn nó sẽ ra ngay. Đây là cầu loa và đây có một cái cầu chì bảo vệ. Khi mà quá tải thì nó sẽ dùng, nếu như âm ly bị chập cháy thì nó sẽ cháy cầu chì này để bảo vệ cái loa. Số series của chiếc âm ly của cặp loa này là 1798. Đấy, thằng này loa góc cạnh rất là đẹp. Cặp loa thì có kích thước chiều cao là 64, chiều ngang 38 và chiều sâu là 30. Nguyên zin mộc mạc không sọt ba tút tát. Càng cước đẹp len keng, không có bị rách một chút nào cả. Đây là chiếc loa còn lại. Đẹp. Cặp này thì nó có một cái điểm chê, đó là khi vận chuyển ấy thì họ quăng quật thì nó hơi bị móc một tí ở đằng sau. Chỉ rõ cho các bác, còn đâu là góc cạnh thì đẹp xuất sắc. Không sập ba tút tát gì cả. Trước bên này thì nó có số series là 3/4 29444. Đấy là số series của chiếc bên này. Ở đâu là góc cạnh thùng thì đẹp đen keng, loa còn nguyên zin, hình thức thì đẹp. Cặp RSL Limited Guarantee hàng của Mỹ bát 30, cả Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 13.800.000. Một cái mức giá cực kỳ là tốt cho các bác muốn chơi một cái cặp loa Mỹ mà giá thì lại rẻ như loa Nhật bát 30. Sau này thì các bác nghe Bolero nhạc vàng trữ tình rất là mềm mại, chi tiết, tiếng rất là hay. Đấy, mức giá là 13.800.000. Chiếc âm ly có mức giá là 9.800.000 và tổng giá trị cả một bộ này thì nó là hơn 20 triệu. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại 0395 727 582, và địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cả Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.